Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên một cái video nữa giới thiệu thêm một số dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em. Đầu tiên thì cũng như những video khác cũng như là những cái chương trình khác thôi, bên em sẽ lên nhanh thêm một cái dòng số dòng sản phẩm mới cũng như là vừa mới cập bến cũng như là báo giá cho quý khách hàng. Và để đến những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể tìm kiếm những cái video báo giá cũng như là những chương trình bán hàng bên em cũng như là những cái chương trình giới thiệu những dòng sản phẩm cũng như là cấu hình bằng cách gõ tên cửa hàng em, đó là di động thành phố nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi trên nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng đó là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc nha. Quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào bên em cũng đều có thể gửi hàng được, và để tránh những cái trường hợp như là bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000, 100.000, bên sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Em nhận cọc thì để tránh những cái trường hợp như thế này thôi, ví dụ như là bom hàng như thế này mọi người, đây là một cái đơn hàng mà em gửi đi ở bên Viettel nha. Bây giờ em sẽ khui cái đơn hàng này luôn nha. Thường thường á, những cái đơn mà em gửi bên Viettel em sẽ có niêm phong đẹp chì hết. Còn những cái đơn bên bưu điện thì sẽ không có nha mọi người nha. Em sẽ gửi theo hai đơn vị. Thì đa số thì hiện tại bây giờ em sẽ gửi những cái đơn bưu điện hết, tại vì đơn cơ bản là bưu điện bây giờ là nó đang có một cái số cái chương trình kiểu như là nó vận chuyển nó cũng không có bị chậm, nó cũng rất là nhanh. Nhưng mà nó đang có một cái số cái chương trình khuyến mãi cho bên những cái bên cửa hàng như tụi em gửi hàng nha, cho nên là tiền phí ship cũng như là sẽ có nhiều đợt mà bên em sẽ có nhiều cái chương trình cho quý khách hàng đấy. Giống như trong tháng này là em sẽ có được hai cái chương trình miễn phí vận chuyển rồi đó mọi người. Đấy. Đây là một cái đơn Viettel. Đây này em sẽ khui luôn nha mọi người nha. Thì hiện tại những cái dòng máy như thế này nè, hiện tại những dòng Samsung S20 FE như một cây mà em bị bom hàng về đây. Thì đây là một trong những cái đơn hàng mà em gửi đi xa mà bị bom hàng về, thì đây là lý do mà em phải nhận cọc nha mọi người. Đấy. Samsung S20 FE thì hoặc là những cái dòng máy mà quý khách hàng mua hàng ở xa bên em á, thì mình sợ cái vấn đề như là bể vỏ thì không có cần lo lắng nha. Tại vì khi gửi đi thì em đã gói chống sốc hoặc là cái xốp hơi này nè, rất là dày nha mọi người nha. Rất rất là dày luôn. Cây này là S20 FE thì bên em sẽ gửi đi là có tặng kèm một bộ sạc 25W nha mọi người nha, một bộ sạc 25W. Đây là cái hóa đơn bán hàng và kiểu như là cái phiếu bảo hành, thì trong này sẽ là những cái trường hợp được bảo hành và không được bảo hành nha mọi người nha. Đấy. Và đây tiếp theo đến sẽ là máy nha. Đấy, đây sẽ là máy nè. Đây là Samsung Galaxy S20 FE 5G. Một con máy này thì bên em bán ra với mức giá sẽ là 3.950.000 nha mọi người nha. Con này thì bị cả hoàng đi gửi đi và cả hoàng về thì nó cũng sẽ mất khoảng tầm gần 150 tiền phí vận chuyển. Tại vì thực chất á, khi mà bên em gửi đi á, thì tiền phí ship bên em sẽ trả cho bên vận chuyển nó sẽ là khoảng tầm 70 mấy ngàn á. Khi bị hoàn về là nó được 80% cước đi thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 6 mấy 70 ngàn. Đấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 130 đến 140 cái tiền ship, đó là bắt buộc là bên em phải chịu. Còn quý khách hàng thực chất mà mình gửi cọc á, mà mình gửi 50 ngàn, 100 ngàn á, mà gửi đi mà không đúng hàng, không đúng sản phẩm mà bị hoàn về, bên em vẫn là người chịu thiệt, chắc chắn là như vậy luôn. Đấy. Đây là một cây Samsung S20 FE nha mọi người nha. Máy là hàng xinh đẹp gan. Nói chung là những con này thì mình đánh đồng như là 98 99 hết nha. Đấy. Bản S20 FE bên em nó sẽ là mã quốc tế và con này nó sẽ là sử dụng một SIM nha mọi người nha. Bản này một SIM. Phụ kiện thì như em có báo đấy. Bộ sạc 25W nè, một chiếc ốp lưng và một tấm cường lực nha mọi người nha. Đấy. Đó là combo phụ kiện. S20 FE thì nó sở hữu cấu hình khá là mạnh nha mọi người nha. Con này thì màn hình của nó sẽ được là 120Hz. Cho mình cảm thấy là cái độ nhạy của nó là khá là ok luôn, 120Hz nha mọi người nha. Đấy. RAM và ROM á, thì những dòng này á, thì nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. RAM 6 bộ nhớ 128 nha. RAM 6 thì nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Plus nữa, thì khoảng tầm 6GB RAM ảo, thì tương đương là khoảng tầm RAM 12GB nha mọi nha. Tương đương là RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB, là tha hồ lưu trữ rồi nha. Đây sử dụng là cho mình là một SIM nè. Phiên bản phần mềm của những con này thì nó sẽ là Android 13 nha mọi người nha, Android 13. S20 FE ngoài ra thì ở đây em cũng còn được một cây nữa nè, đấy. Ở nhà thì cũng còn được một cây nữa là hai cây nha mọi người nha. Đấy. Sử dụng cho mình là một SIM. Dòng này thì pin của nó sẽ được là 4.500, nó hỗ trợ sạc nhanh và sạc siêu nhanh nha mọi người nha. Cam trước cam sau hoạt động đều đẹp hết, nói chung là quay phim chụp ảnh là rất là nét và đẹp nha mọi người nha. Đấy. Cực kỳ đẹp hết. Quay phim chụp ảnh nè. Khỏi chê luôn nha mọi người nha. Mà mức giá thì rất là rẻ, 3.950.000 là có đầy đủ phụ kiện rồi nha. Quý khách hàng không lấy phụ kiện bên em trừ ra thêm đó là 150.000 tiền phụ kiện. Thì tính ra là nó chỉ còn có là 3 triệu 8 cho một con Samsung S20 FE thôi nha. Ở đây thì em còn hai máy, một cây máy bị bom về và một cây máy ở nhà em còn sẵn nha mọi người nha. Tình trạng máy thì sẽ là như nhau hết. Nếu như tình trạng máy thì sẽ là như nhau nha mọi người nha.
Tiếp đến thì một cái dòng sản phẩm nữa mà bên em cũng vừa mới cập bến, đó là hàng Oppo A97 5G nha mọi người nha. Trên đây em đây là hàng Oppo A97 5G. Thì lần lượt những cái dòng máy Nhật thì bên em nó đã về gần như là đầy đủ hết. Thì hiện tại bây giờ nó đang là xả thanh lý một số cái mã quốc tế này trước. Mã quốc tế thì ở đây em sẽ về được cái mã Oppo A93 nè, mã Oppo A97 nè và mã Poco C40, đó là ba mã về trước. Tiếp theo đến nữa như là những dòng máy Nhật như là hàng Libero Z Flip nè, thì bên em sẽ có hàng nè. Và những cái dòng máy như là Redmi Note 13 Pro 5G mã quốc tế thì ở tại thị trường Nhật thì bên em vẫn có hàng nha mọi người nha. Nói là nhung là trong tuần này thì bên em sẽ về gần như là đầy đủ tất cả những cái mã hàng Nhật mà bên em có báo trước. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái hàng Oppo A97 trước nha mọi người nha. Đây là một con Oppo A97 5G, phụ kiện thì dòng này thì bên em tặng gọi là đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, nó sẽ gồm có ốp lưng nè, có cường lực nè. Đấy, cường lực thì khi gửi đi thì em sẽ dán sẵn cho quý khách hàng nha. Dòng này thì bên trong nó sẽ có một bộ cốc cáp sạc 33W nha mọi người nha. Đấy, một bộ cốc cáp sạc Super VOC 33W, tức là sạc nhanh đấy. Máy thì ở đây em sẽ về được cho mình đó là ba cái phiên bản màu xanh, phiên bản màu đen và phiên bản màu tím nha mọi người nha. Đây là ba cái phiên bản màu của Oppo A97 5G, và đặc biệt cái phiên bản A97 5G này bên em á thì nó gần như là hàng mới, nó xấp xỉ như là hàng mới luôn. Nó rơi vào 99,9 luôn nha mọi người, không có bất kỳ một cái điểm xước cũng như là không có bất kỳ một cái điểm nào gọi là nó cứng mót này kia nọ nha. Đây. Không có bất kỳ một cái điểm nào hết nha mọi người nha. Rất là đẹp, nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Oppo A97 5G nha. Ở đây thì em sẽ mở lên một máy để em test cho quý khách hàng xem. Ba mã màu này bên em điều đồng giá với mức giá sẽ là 3 triệu 400 ngàn nha mọi người nha, 3 triệu 4. Thì mức giá này thì nó sẽ sở hữu cho mình một cây RAM 12GB, bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB nha mọi người nha. Đấy. RAM 12GB, bộ nhớ là 256 nha. Chúng ta sẽ vào giới thiệu thiết bị nè. Tên thiết bị sẽ là Oppo A97 5G, bộ nhớ là 256GB. Con chip của nó sẽ là Dimensity 810, tức là con chip này nó sẽ ngang ngửa với cái dòng K9X 5G nha mọi người nha, khá là mạnh. RAM thì nó sẽ là RAM 12 cộng 7 thì tương đương là RAM 19GB. Đấy. Bộ Android sẽ nó sẽ là Android 12, và đặc biệt pin của dòng này pin nó sẽ được là 5000, nó hỗ trợ cho mình là sạc nhanh Super VOC. Thì bộ sạc nhanh đó là đã có sẵn trong hộp rồi nha mọi người nha. Đấy. Màn hình con này độ rộng sẽ được là 6.6 inch, thì mọi người sẽ thấy được cái độ rộng này rất là lớn nha, nó cái viền nó rất là mỏng, 6.6 inch nha mọi người nha. Đấy, khá là to, mà độ nhạy của nó sẽ được là 90Hz cho mình nha. Camera thì khá là ok, camera sau sẽ gồm có hai cam, cam chính sẽ được là 48 megapixel nha. Đấy, đây là mức hiển thị của camera chính. Và đây là sẽ là camera trước nha mọi người nha, camera selfie. Dòng này thì tích hợp sẵn chế độ làm đẹp cho mình luôn. Đấy, nói chung là với mức giá tầm 3 triệu tư thì sở hữu một con máy này khá là hợp lý. A97 5G nè, RAM 12GB cực kỳ cao, bộ nhớ 256GB, pin 5000, màn hình lớn nha mọi người nha. Ba mã màu này bên em điều đồng giá luôn là 3 triệu tư. Dòng này thì nó về full box thì bên em không bán máy rời nha mọi người nha. Nó về full box thì em bán full box thôi, em không bán máy trần nha mọi người nha. Tức là không trừ phụ kiện nha. Và sắp tới là những cái dòng máy như là hàng Reno 5 Pro thì bên em đã tiếp tục có hàng nha mọi người nha. Reno Pro và A77 thì hiện tại bên cửa hàng bên em cũng đã có hàng rồi. Tại vì video này em không có lên thôi, nói chung là những dòng đó bên em đã có hàng rồi. Cái mã tiếp theo như là Reno 8T thì đợt sau thì em mới về được Reno 8T. 8T thì hiện tại bên cửa hàng bên em đang tạm hết nha. Và một cái mã máy quốc tế tiếp đó là một cái mã Poco giá siêu rẻ luôn. Đây trên tay em đây là Poco C40 nha mọi người nha, Poco C40. Ở đây em sẽ có được cái mã màu xanh và mã màu đen cho Poco C40 nha. Hàng này thì nó không phải là hàng mới nha mọi người nha, nó không phải hàng mới, nó chỉ là hàng lướt, hàng đã qua sử dụng nhẹ thôi. Đấy. Bên trong mình sẽ gồm có máy nè, phụ kiện bên trong nó thì có gần như là đầy đủ hết. Nó sẽ có một tấm cường lực nè, một chiếc ốp lưng và một bộ cốc cáp sạc 33W nha mọi người nha. Đấy. Nếu như là phụ kiện thì đây là phụ kiện là mới hoàn toàn, còn máy thì chỉ là máy chính chính thôi nha mọi người nha. Hàng này nó cũng gọi là hàng lướt, hàng siêu lướt ấy. Ở đây thì em sẽ có được hai cái phiên bản màu cho mình lựa chọn, đó là phiên bản màu đen và phiên bản màu xanh. Mức giá dòng này bên em đang bán ra nó chỉ là 1 triệu 900 ngàn thôi, cực kỳ rẻ luôn. 1 triệu 900 ngàn sở hữu một con Poco C40. Máy là máy đẹp keng chính chính nha. Nó vẫn sẽ có những cái phe phẩy nhỏ nhỏ nè, như con này nè, quý khách hàng sẽ thấy nè. Nó sẽ có những cái phe phẩy cứng nhẹ nhẹ xíu xíu thôi chứ không có nhiều nha, không có mạnh gì hết nha. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nha. Mã màu xanh và mã màu đen nha mọi người nha. Điều đồng giá luôn 1 triệu 900 ngàn. Và những con này em sẽ nói luôn những về sơ bộ của nó để cho mình biết được cái những cái điểm mạnh và điểm yếu của nó nha. Điểm mạnh con này á, thì pin rất là cao. Pin dòng này rất là cao, pin được 6000 nha mọi người nha. Pin 6000, màn hình cực kỳ to.
6.7 inch nha mọi người nha. Đấy. Màn hình con này độ rộng sẽ được là 6.7 inch luôn, cho mình gọi là một cái độ hiển thị cực kỳ lớn. Mà pin của nó thì không phải nhỏ đâu, pin được 6.000, tha hồ cho mình sử dụng một ngày thoải mái, kể cả sử dụng mạng nha. Đấy. Bộ nhớ thì RAM thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Đấy, thông số này. CPU của nó vẫn sẽ được là 8 nhân nha mọi người nha. CPU vẫn là CPU 8 nhân, RAM là RAM 4 cộng 1. Đấy. Là tôi đưa là khoảng nằm RAM 5GB, bộ nhớ 64GB, mà mức giá thì chưa đến 2 triệu đồng. Nói chung là chưa đến 2 triệu đồng mà sở hữu một con máy như này cũng khá là hợp lý, tại vì pin nó quá khủng, pin nó lên đến là 6.000 luôn, cho mình phục vụ cả ngày thoải mái luôn. Ví dụ như làm những công việc như là giao hàng, hay là mình những công việc như là mình cần một cái lượng pin lớn hoặc là màn hình to, thì những con này là mình sử dụng khá là hợp lý nha mọi người nha. Pin thì pin 6.000, màn hình thì lên đến là 6.7 inch luôn. Đấy, thoải mái luôn nha mọi người nha. Đó rồi, nhập sai mật khẩu rồi. Đấy, bây giờ mới nhập đúng. Dòng này nó sử dụng cho mình là hai sim nha mọi người nha. Phía sau nó sử dụng có hai cam và một cái đèn flash ở đây. Cảm biến vân tay thì tích hợp vào trong phía sau lưng nha. Mình cầm một con máy như thế này thì mặc dù là pin nó 6.000 nhưng mà mình cầm con máy nó không quá nặng nha. Cảm giác thì con này nó không quá nặng. Đấy, loa thì khá là to nha mọi người nha. Loa dòng này cũng khá là to đấy. Mở karaoke. Đấy. Những cái này mà hát những bài hát karaoke này kia nọ thì con này là vô tư luôn. Tại vì quý khách biết sao, là những cái dòng này pin nó khá là to mà màn hình nó rất là lớn, cho mình hát karaoke rất là thoải mái nha mọi người nha. Đấy. Màn loa này hỗ trợ jack tai C nè. Jack tai nghe 3.5 là có sẵn luôn nha mọi người nha. Đấy, khá là hợp lý cho nền tảng con này luôn. Đó, loa rất là to nha. Còn về camera thì sao? Ở đây mình sẽ test luôn cái camera nha. Về camera nè, ở đây chúng ta sẽ test về cái camera sau đó, camera sau nè, rất là hợp lý, tại vì cái nền tảng trên con này á, mặc dù là pin 6.000 nhưng mà con này thì nó hỗ trợ cho mình cái bộ sạc ở treo hộp mà tụi em tặng á, là nó đã có sạc 33W, tức là sạc nhanh rồi nha mọi người nha. Đấy, sạc nhanh. Camera sau của nó sẽ được là 13 megapixel, nhưng 13 của con này thì khá là rõ nét nha. Đấy, 13 trên nền tảng con này thì khá là rõ nét. Dạ rồi, em xin lỗi mọi người nha. Rồi đây là mức hiển thị của camera trước nha mọi người nha. Đây, mức hiển thị của camera trước. Nói chung về mức giá là 1 triệu 9 thì khá là hợp lý cho con này. Dòng này thì bên em sẽ có bán máy trần cho quý khách hàng luôn. Ví dụ như mình không lấy combo phụ kiện, không lấy hộp này kia nọ, em vẫn trừ ra 150 ngàn nha. Chỉ còn có là 1 triệu 750 ngàn thôi nha. Hai mã màu, màu xanh và màu đen nha mọi người nha. Và một dòng nữa cũng đồng giá là 1 triệu 9. Nhưng mà con này nó là máy mới hoàn toàn nha mọi người nha. Đây là TCL 406S. Lô này em về tiếp được gần 100 cây TCL 406S nha mọi người nha. Tại vì sao mà em về cái lô này nó nhiều như vậy? Tại vì dòng này nó chưa kích hoạt. Khi mà bên em bán ra thì bên em mới kích hoạt bảo hành chính hãng cho mình là 18 tháng. Dòng này mình được bảo hành chính hãng 18 tháng nha mọi người nha. Đấy, nó sẽ có cái chương trình bảo hành khung máy cho mình luôn, tức là khi mình bị bể vỡ thì bên đó nó hỗ trợ thay màn hình, tính phí và cái khung sườn, nếu như mà khung sườn bị cong móp méo này kia nọ, nó thay hoàn toàn miễn phí. Đó là thay bảo bảo hành cho khung sườn luôn nha mọi người nha. Còn màn hình bể vỡ thì chắc chắn rồi, màn hình bể vỡ do người sử dụng thì người ta sẽ không bảo hành đâu, nhưng mà cái khung xương này nè, người ta sẽ bảo hành cho mình luôn. Dòng này sẽ có hai cái phiên bản màu, đó là phiên bản màu xanh và phiên bản màu đen. Thì hiện tại bên em đã có đủ hai phiên bản màu nha mọi người nha, bên em có đủ hai phiên bản màu luôn. Phụ kiện bên trong thì nó gồm có đầy đủ nha mọi người nha. Đây, những con này thì em đã bóc ra, em đã kích sẵn để khi lên video cho nó nhanh rồi. Phụ kiện bên trong nè, mình sẽ gồm có một bộ cốc cáp sạc, một tấm cường lực cũng như là sách hướng dẫn và một ốp lưng nha mọi người nha. Nói chung là phụ kiện của TCL thì nó tặng gần như là đầy đủ ha. TCL thì nó sẽ là một cái thị trường ở tại Việt Nam mình mà nó vừa mới lấn sân vào máy tính bảng cũng như là một số dòng smartphone giá rẻ. Thì những cái con máy mà TCL nó ra thì đa số là giá rẻ, như quý khách hàng sẽ thấy cái được mà máy tính bảng TCL 8 ấy, trời ơi, giá siêu rẻ luôn. Đấy, mà cấu hình nó khủng. Cấu hình nó rất là mượt mà nó rất là cao, trong cái mức tầm giá đó thì không có con máy nào địch lại nó luôn. Đấy. TCL 406S này thì dòng này bên em nó sẽ về là phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB, nó vẫn là 4 cộng 4 nha. RAM 4 cộng 4 thì tôi đưa là RAM 8GB luôn. Đấy. Bộ nhớ sẽ lên là 64GB, em sẽ có hai mã màu xanh và mã màu đen. Đặc biệt đây là máy mới hoàn toàn 100%, máy mới hoàn toàn 100% luôn. Mình
mua về không cần bảo hành, bên em bảo hành 63 tỉnh thành ở Việt Nam mình nha. Đấy, bảo hành lên đến là 18 tháng cho quý khách yên tâm. Pin dòng này nó vẫn sẽ bảo hành theo quy trình của hãng, đó là pin sẽ bảo hành 6 tháng. Đấy, phần cứng thì bảo hành cho mình là 18 tháng nha mọi người nha. Đây giới thiệu về máy nè, đây là TCL 406S. Camera sau đó, nó sẽ có 12 cam, cam chính sẽ là 13 megapixel. Cam trước thì sẽ là 5, RAM thì sẽ là 4 cộng 4 rồi nha mọi người nha. Đấy, dung lượng pin được 5.000, Android 13. Con này dung lượng pin 5.000, Android 13, tức là chưa đến mức 2 triệu đồng nhưng mà pin rất là khủng và Android vẫn là Android đời mới nha mọi người nha. Android lên đến là Android 13 luôn. Đấy. Đặc biệt thì nói chung là mua thì không phải lo bảo hành này kia nọ, cứ đưa ra hãng người ta bảo hành hết. Nhưng mà người ta đã dám bảo hành cam kết 18 tháng thì chắc chắn rồi thì nó sẽ không bao giờ có xuất hiện một cái lỗi trong cái thời gian đó, trừ khi mà mình làm bể vỏ thôi. Đấy, đây là mức hiển thị của camera sau. Còn đây thì sẽ là mức hiển thị của camera trước nha mọi người nha. Đấy, nói chung là mức tầm giá này thì camera trước con này em không đánh giá cao, nó cũng nằm ở mức tạm ổn, gọi là trung bình thôi. Đấy. Về thiết kế thì con này rất là đẹp và đặc biệt trên một cái nền tảng con này mà em rất là thích, đó là nó có loa kép nha mọi người nha. Đây, màn loa đôi, màn loa trên và loa dưới, hỗ trợ sạc Type-C nha, một cái jack tai nghe 3.5. Đấy, bảo hành chính hãng cho mình luôn, màu xanh cũng như là màu đen, thì bên em điều đồng giá là 1,9 triệu nha. Dòng này thì nó là full box mới 100% cho nên em không bán mấy trần nha, em bán một ra là full box như thế này. Quý khách hàng có thể yêu cầu để nguyên seal như thế này về mình tự kích hoạt và mình tự cập nhật. Đấy, mình tự kích hoạt bảo hành, còn không thì bên em sẽ kích hoạt cập nhật sẵn cho mình về về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, đó là hai sự lựa chọn cho quý khách hàng nha. Ngoài những cái dòng máy như thế này, ở những cái dòng A93s bên em vẫn tiếp tục có nha mọi người nha. Trên tay em đây là Oppo A93s 5G. A93s thì hiện tại bên em đang bán ra mức giá sẽ là 2.850.000. Mã này thì hiện tại bên em đang bán cực kỳ chạy cho cái hàng này luôn, cực kỳ chạy luôn nha mọi người nha. Ở đây thì em sẽ có mã màu trắng, thì hiện tại ở đây em sẽ có mã màu trắng nè và mã màu đen, em sẽ khui luôn một con máy màu đen nha. À, máy màu đen trong kho rồi, ở đây em bóc lộ lên hai cây màu trắng rồi, máy màu đen còn bên kho. Thì màu trắng và màu đen thì bên em cũng đều đồng giá luôn nha mọi người. Phụ kiện bên trong đó thì như quý khách hàng sẽ thấy được là bên em có tặng kèm nè, một bộ cốc cáp sạc nhanh nha mọi người, một bộ cốc cáp sạc nhanh, một chiếc ốp lưng. Và khi mà gửi đi thì em sẽ có thêm một cái tấm cường lực nữa nha mọi người nha, một cái tấm cường lực nữa. Đấy, đó là combo đầy đủ phụ kiện cho cái hàng Oppo A93s. Và đặc biệt A93s bên em thì nó sẽ hàng gần như mới hoàn toàn, nó full box gần như mới hoàn toàn nha mọi người nha, gần như là hàng mới luôn. Không có bất kỳ một điểm trầy xước hay là cứng móp này kia nọ nha, không có nha mọi người nha. Đấy. Dòng này tích hợp vân tay bên trong nút nguồn nè. Đấy. Oppo A93s 5G nha mọi người nha. Con này thì cấu hình bộ nhớ của phiên bản mà bên em về đây thì cấu hình nó khá là mạnh nha mọi người nha. RAM thì sẽ sở hữu cho mình là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đến là 256GB. Mà mức giá của A93s bên em thì rất là rẻ, 2.850.000. Nó về full box thì em bán ra full box nha mọi người nha, em không tách mấy mấy trần nha. Đấy, những cái dòng máy mà bên em về full box thì bên em sẽ không tách mấy trần nha mọi người. Đấy. Oppo A93s nha, con này sở hữu cho mình là viên pin là pin lên đến là 5.000 nha mọi người nha. Đây, thông số thiết bị nè, Oppo A93s 5G, bộ nhớ 256GB. Tất cả những cái thông số này là thông số thật nha mọi người nha. Hiện tại ở trên nền tảng TikTok ấy, em thấy có những cái shop như là shop Oppo hay là shop gì ấy, nó đang bán những cái dòng mà bộ nhớ 256GB này nè, nhưng mà thật sự là bộ nhớ đâu có tới đâu. Vô tình ngày hôm bữa có một anh khách ảnh nhắn cho em thôi, vô tình ảnh nhắn, anh nhắn qua cho em. Anh nói là em lên coi cái shop này giùm anh tính mua bên đó, nhưng mà thực chất là mình đụng chạm với cái việc kinh doanh mua bán của người ta. Đây, người ta gửi cho em nha mọi người. Đây, ở trên Zalo của em nha. Đấy, ở đây nè, nó gửi những cái mẫu máy nè. Đấy, có 1 triệu mốt thôi, có 1 triệu mốt thôi mà nó đưa cấu hình cho mình, nó là sở hữu nè, là bộ nhớ 256GB RAM 8GB, nó lấy tên là shop Oppo. Đấy, một anh khách anh gửi qua cho em và vô tình là cái shop này nhắn tin cho em nè. Gửi này, em nói là ba cái kích RAM này gửi qua đây làm chi. Đấy, và em chặn tin nhắn luôn. Mọi người lưu ý giùm em nha, tất cả các nền tảng ở trên như là cây F9 nè, cây F11 nè, rồi cây F23, F22 những cái nọ mà nó lên mà RAM 12, 14, 16 gì đấy, những cái đó là RAM ảo. Quý khách hàng lưu ý giùm em là những cái đó là RAM ảo. Khi mình muốn mua những dòng sản phẩm mình nên check kỹ giùm em, hoặc là check cái shop đó giùm em. Mình không nói là những cái hàng nâng cấp RAM giống như những cái cây RAM mà mình độ lại giống như hàng Ấn Độ ấy. Thì ví dụ như là cây RAM 8 nó độ lên khoảng tầm cây RAM 12, cái hàng đấy là mình
trực tiếp mình làm trên main, mình độ thêm thì cái đó thì mình không nói làm gì. Còn những cái hàng mà kích RAM bằng phần mềm ấy, những cái hàng nó về cực kỳ lắc, em đảm bảo cho quý hàng cực kỳ lắc, và nó gọi là hàng nhái của Trung Quốc đấy. Mọi người lưu ý giùm em ha. Trên nền tảng TikTok em thấy thấy đang bán rất rất là nhiều shop đang bán những cái dòng sản phẩm như là F9, F11 này kia nọ. Những dòng sản phẩm đó bây giờ đa số là hàng dựng hết, gần như 100% là hàng dựng, quý khách hàng lưu ý giùm em nha. Đấy. Mình quay lại với con Oppo A93s nha. A93s này bộ nhớ sẽ là Dimensity 700, RAM thì nó của nó sẽ là RAM 8 cộng 5 nha mọi người nha. Android của nó sẽ là Android 12, và đặc biệt dòng này pin được 5000. Camera sau là 48 megapixel nè, rất là rõ nha. Đấy. Nó sẽ gồm có hai camera hỗ trợ logo 5G ở đây. Đây là mức hiển thị của camera trước, và dòng này hiện tại bên em đang bán là 2.850.000 nha mọi người nha. Và những cái dòng máy khác thì chắc em sẽ nhường cho video sau, tại vì bây giờ nó đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Em lên video này chắc cũng phải gần 12 giờ. Thì em xin phép được kết thúc video ở đây. Thì những cái dòng máy như là Reno 5 hay là A77 hay là hàng Z Flip này kia nọ em sẽ nhường cho những video khác, hoặc là những dòng iPhone giá rẻ nha. Quý khách hàng ở xa mua hàng cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Thời gian làm việc bên em từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối hàng ngày. Quý khách hàng mua hàng cứ gọi trực tiếp số điện thoại để gặp trực tiếp em nha. Em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em ạ.